sở hữu một chiếc đồng hồ chính hãng là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Nhưng để làm sao biết được đồng hồ của mình đang đeo là hàng chính hãng hay fake? Rất đơn giản, bạn chỉ cần mang đồng hồ của mình đến dụng kỳ quát sẽ có ngay câu trả lời. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, Shop triển khai chiến dịch kiểm định đồng hồ hoàn toàn miễn phí. Những ngày đầu triển khai chiến dịch kiểm định đồng hồ, Dũng Kỳ Watch đã thu hút hàng trăm khách hàng quan tâm. Sản phẩm này anh fake, phân biệt đơn giản nhất đó là qua cái bánh lắc. Thì cái bánh lắc bay này hẳn có một cái câu bắt ngang từ bên này sang kia để giữ cái bánh lắc hư chuyển. Cách phân biệt giữa máy 2 chỉnh hàng và máy 2 fake như thế nào? Rồi máy 2 chỉnh hàng bên em có dòng Fetina. Thì dòng Fetina này đang được lắp trong máy của Miyota Citizen. Còn với dòng máy của Senco, thường được lắp cho các dòng máy khác như là của Sunrise chẳng hạn, bên em đang phân phối. Với truyền thống hàng trăm năm kinh doanh và sửa chữa đồng hồ trên thị trường Nghệ An, Dũng Kỳ Watch kiên trì với mục tiêu kinh doanh, niềm tin, tạo dựng chất lượng. Để khẳng định thương hiệu, uy tín, trong những năm qua, Dũng Kỳ Watch không ngừng sáng tạo, đổi mới sản phẩm và ngày càng hoàn thiện dịch vụ, tạo sự hài lòng cho khách hàng. Đến với Dũng Kỳ, khách hàng được tư vấn tận tình về tình trạng của đồng hồ, chất lượng, đồng thời tư vấn sửa chữa, bảo dưỡng. Em chào anh chị đánh giá như thế nào về Dũng Kỳ Watch ạ? Ở Dũng Kỳ thì có rất nhiều mẫu mã đồng hồ rất đẹp và chất lượng. Và thứ hai nữa là có chế độ bảo hành, bảo dưỡng đối với khách hàng đã mua. Ở đấy rất là nhiều mặt hàng thời trang phù hợp với lứa tuổi của bọn em. Và em cảm thấy là dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đấy rất là tốt ạ. Với các mặt hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng, phong phú mẫu mã, kiểu dáng, Dũng Kỳ Watch là địa chỉ tin cậy của mọi khách hàng. Với mục tiêu đưa những sản phẩm đồng hồ chính hãng đến toàn bộ người tiêu dùng tại Nghệ An, đồng hồ Dũng Kỳ đang từng bước sở hữu những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới như Ozifan hay là Fetina. Đến với Dũng Kỳ, các bạn sẽ nhận được sản phẩm chính hãng và sự bảo hành chính hãng